cuối này và mình căn cho V vào đây. Đấy thì theo thứ tự thì nó sẽ ở sau cái này. Đấy, đây là cái mẹo mà mình nghĩ mãi mới có cách để tạo ra được. Mình đầu tiên mình đang nghĩ là mình sẽ render từng cái một, render từng cái ưu tiên một, xong rồi dùng Camtasia để lồng ghép nó với nhau. Thế nhưng mà bây giờ mình nghĩ ra một cái sử dụng nhiều slideshow này thì chúng ta vẫn chỉ dùng một cái ấy thôi. Thì dùng một Hi, xin chào các bạn, là mình là Lê Văn Lộc. Đây là một cái video là mình lại làm cái việc chia sẻ hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm. Thì phần mềm Brosso Browser này thì lần trước mình đã hướng dẫn các bạn về một cái sử dụng nhanh, một cái hướng dẫn đó là khi các bạn sử dụng cái wizard này để tạo ra một cái file trình chiếu ảnh như thế này. Đúng không? Đấy. Thì nếu như các bạn chạy thử mà nó bé như này thì khoảng kích vào đây nó sẽ to lên, được chưa? Đấy, nó sẽ to lên như vậy thôi. Thì cái vấn đề nó nằm ở cái việc như thế này, đó là mình làm đây là một cái video kỷ yếu. Mình chia sẻ với các bạn là mình làm cái video kỷ yếu do một người anh em ở mãi Thái Bình cơ, anh gửi cho mình. Thì cái điều tuyệt vời của người anh em này đó là anh ấy muốn mình làm theo yêu cầu của anh ấy, và anh đã gửi cho mình cái nội dung bài hát và nội dung làm theo yêu cầu. Thì anh ấy có gửi cho mình cái nội dung như thế này thì mình đã làm cho anh ấy. Thì đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là nó chưa được đạt yêu cầu, bởi vì là cái vấn đề là mình bây giờ mình nghĩ ra cái mẹo để làm cái này. Đây thì anh gửi cho mình là ba bốn file ưu tiên. Bốn file ưu tiên thì ý họ muốn là đầu video thì nó sẽ là ưu tiên số 1. Đấy, sau tiếp theo mới đến số 2, số 3 và số 4. Thì hôm qua mình đã làm theo cái cách mà mình chỉ các bạn trong cái video trước ấy. Còn là bây giờ mình sẽ tạo ra một cái slideshow mới nhá. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái slideshow mới. Thì các bạn cứ để nguyên thế này, các bạn đừng xóa đi, vì các bạn có thể copy cái này bên cạnh vào. Thì các bạn cứ tạo thôi. Các bạn click vào file này, các bạn click vào New Project này. Thì New Project ấy, thì các bạn đừng click vào cái tạo cái empty mới này, mà các bạn click vào đây. Đấy, create brick form show. Đấy. Thì có nghĩa là nó sẽ có cả hai luôn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Nó hiện ra cái dấu cộng ở đây này. Các bạn sẽ cộng thêm, các bạn ấn create. Đấy, thì các bạn sẽ sử dụng được cả hai cái này luôn. Đấy, các bạn hiểu chưa? Đấy, thì các bạn có thể đa nhiệm nhiều hơn nữa. Các bạn có thể tạo ra nhiều cái trình chiếu như thế này hơn nữa. Đúng không ạ? Đấy, thì đấy là các bạn như vậy. Còn nếu như các bạn kích vào file này, kích vào show project này. Đấy, thì nó sẽ hiện lên là các bạn có muốn hủy cái này không? Thì các bạn ấn vào cancel ngay nhá. Đấy, các bạn hiểu chưa? Nếu mà các bạn kích vào New Project mà các bạn chọn là cái phần bên tay trái này thì nó sẽ cancel các bạn mất luôn cái này. Tức là nó không thể nào gối ba cái như thế này được. Đấy, các bạn không thể đa nhiệm trên nó được. Đây là cái mà mình hướng dẫn cho các bạn. Thì cái mà điều mình phát minh ra, mình muốn hướng dẫn các bạn đây thì đó là cái giải quyết cái khó, cái vấn đề của khó của cái video này. Đó là nếu như các bạn dùng cái wizard này. Đúng không? Dùng cái wizard này các bạn kích vào đây. Đấy, còn kích on effect nhá, on effect, kích new thêm này, okay, kích effect nhá, còn ấy add content này. Đấy, thì các bạn kích chọn, ví dụ các bạn ưu tiên một, bây giờ chúng ta qua ưu tiên một này. Đấy, ăn Katrina nhá. Đấy, open thì nó sẽ load ưu tiên một vào đây, thì nó sẽ ra cái này. Thì hôm qua là mình đã làm như thế này đến cái đoạn này. Thế nhưng mà đến khi tiếp theo mình add tiếp content, mình add tiếp content và mình kích ưu tiên hai. Đấy, ưu tiên hai mình add content này vào ưu tiên hai vào đây. Ví dụ mình add content là mình kích tiếp cái add content này mình vào đây, thì cái này nó vẫn bị xáo trộn lên khi các bạn kích continue này, thì nó vẫn bị xáo trộn lên. Đấy, nó không theo cái thứ tự ưu tiên như mà các bạn mong ước. Các bạn đừng nghĩ là chúng ta đưa vào theo ưu tiên từ trên xuống dưới thì nó sẽ làm từ trên dưới, mà cái này lại không như vậy. Thế cho nên là mình phải làm riêng ra. Đấy, mình làm cái ưu tiên một trước ở đây trước. Đấy chưa, các bạn phải làm cái tim một, vì để tránh cái trường hợp đấy mà các bạn cái máy tính của bạn nó yếu hoặc cái máy tính của bạn nó không đủ khỏe, nó hay bị văng ra ngoài, nó sẽ mất file các bạn. Thì các bạn nhớ làm cái đâu thì new đấy vào, thì mình đợi nó chạy xong mình sẽ hướng dẫn các bạn new. Thì đây là cái ảnh ưu tiên một trường lớp AVX nhá. Đây thì nó sẽ được một cái ưu tiên một nếu như các bạn tổ hợp hết vào đấy. Nếu như các bạn mà bây giờ các bạn kích là tổ hợp 1, 2, 4 thì nó sẽ vẫn ra một cái file như thế này, nhưng mà nó xáo trộn hết lên các bạn, nó không theo cái thứ tự mà các bạn muốn. Đấy, bởi vì là cái phần mềm này ấy, nó lại yêu cầu theo kiểu là tự do, nó là kiểu như là nó tự thích hợp xem cái ảnh nào mà nó cảm giác là hay thì nó đưa vào trước. Đấy là như vậy, các bạn đừng có
đưa một phát cả tất cả những cái gì vào. Nếu như các bạn muốn ưu tiên cái nào đi trước, ảnh nào đi trước, ảnh nào đi sau, thì các bạn phải cố gắng làm theo cách này, là các bạn lấy nhiều cái slideshow ra như này, cái bố sách ra như này, thì các bạn làm từng cái ưu tiên một đấy. Thì mình làm một cái ưu tiên bây giờ mình sẽ lưu vào không làm mất nhé. Đấy, thì mình sẽ lưu là show một đi đấy, thì đây là cái ưu tiên một này đấy. Bây giờ mình sẽ làm ưu tiên hai đấy, nên các bạn phải tạo ra rất là nhiều bố sách như này, nó tự động nó tạo ra, không thì nó sẽ mất hết như này. Tạo nhiều bố sách này như vậy thì chúng ta sẽ có tiếp tục quy giờ được. Đấy, mình sẽ quy giờ này, file trong file thôi đấy. Ok, thế giờ mình sẽ làm ưu tiên hai này đấy, thì nó mới theo thứ tự được, không thì nó sẽ không theo thứ tự mà cái mà mình mong muốn đấy. Đấy, mình tiếp tục này, cái này nó có mấy ảnh nó sẽ nhanh đâu. Ok chưa? Đấy, ok. Up này. Thì đây mình sẽ xóa cái đuôi đen này đi, rồi mình căn chuôn A này, các bạn có thể căn chuôn X hoặc căn chuôn C tùy các bạn, mình thích căn chuôn X hơn thì nó sẽ nhẹ cái file show ở đây, nó sẽ xóa luôn đi. Đây, mình sẽ kích vào cuối này và mình căn chuôn V ở đây. Đấy, thì theo thứ tự thì nó sẽ ở sau cái này. Đấy, đây là cái mẹo mà mình nghĩ mãi mới có cách để tạo ra được. Mình đầu tiên mình đang nghĩ là mình sẽ render từng cái một, render từng cái ưu tiên một, xong rồi dùng Camtasia để lồng ghép nó với nhau. Thế nhưng mà bây giờ mình nghĩ ra một cái sử dụng nhiều slideshow này thì chúng ta vẫn chỉ dùng một cái ấy thôi, chỉ dùng một cái này thôi. Thì giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy với ưu tiên 3, ưu tiên 4 này, tức là chúng ta theo thứ tự mà. Họ đang muốn là chúng ta có một cái thứ tự add content nhá, thứ tự đây, ảnh nào đi trước, ảnh nào đi sau. Đấy là cái mẹo mình chia sẻ các bạn. Đấy, họ muốn là nó có theo thứ tự của họ thì mình phải làm đúng thứ tự, chứ mình đưa cả một gộp vào, đưa theo thứ tự, mình đưa gộp cả vào theo thứ tự nhưng mà nó vẫn bị xáo trộn lên. Đấy các bạn, đây x đi, ok, mình căn chuẩn A này, căn chuẩn x này, quay lại slide số 5 này. Đấy, cái máy mình nó tương đối là khỏe nên là nó chạy cũng khá là nhanh. Đấy, ok. Bây giờ mình căn chuẩn V hoặc là paste, mình sẽ paste luôn. Đấy. Đấy, nó là copy vào đấy. Đấy, các bạn sẽ rất copy. Nếu như bạn không làm những cái slide số này thì bạn không thể nào copy được. Đấy, các bạn chỉ buộc các bạn phải render ra thôi. Ấn căn chuẩn save nhá, và căn chuẩn S thì nó sẽ lưu, hoặc là ấn save vào đây. Nó sẽ lưu cái này. Đấy thì nó hoàn toàn nó ra được cái file mà theo thứ tự mà mình mong muốn. Đấy. Thì cái video này nó có một cái yêu cầu nữa là theo cái thứ tự bài hát, thì ở đây mình nó có thứ tự bài hát đây rồi, thì mình sẽ làm vào slide số 5 này. Mình sẽ lấy bài hát vào đã. Bây giờ mình sẽ lấy bài hát này, bài hát dùng này, thì họ yêu cầu lấy ba bài hát này, thì mình sẽ họ yêu cầu là bài hết giờ học là bài đầu tiên, và bài mình sẽ xem lại yêu cầu thì đây ghi chú em làm thế này cho anh này, thì họ có đưa cho mình cái ghi chú đây, mình có thể phóng to này ra, mình đọc cái ghi chú này. Đây đây họ yêu cầu ảnh cuối là ảnh gì này. Đấy. Cái phần chạy chữ này là cái phần mà rất là khó làm, chạy chữ này là chạy chữ này góc xuyên suốt clip thì cái, nó không được đẹp theo ý mình muốn và nó không chuyên nghiệp những cái phần mềm khác, nhưng mà thôi thì mình chưa không mình không được phóng to này, cái này nó là ấy 100%. Ok, bây giờ mình sẽ tắt nó đi. Yêu cầu của họ là bài hát đầu tiên là bài gì nhỉ? Hết giờ học này, mong ước kỷ niệm xưa, rồi đường lên vinh quang là cuối cùng. Thế mình làm đúng rồi, hết giờ học này. À đây, mong ước kỷ niệm xưa lên trên. Đấy, các bạn muốn lên trên thì các bạn chỉ ấn hai nút này thôi, là lên trên xuống dưới. Rồi còn ok. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái intro của video kia sang đây. Ở đây đấy, các bạn có phần màu xanh này là phần thể hiện cái sóng nhạc của bài hát này, các bạn kích vào chuột phải này. Các bạn kích vào Edit Fade and Timing. Thì các bạn có thể cắt cái đoạn ấy này đi. Cắt cái đoạn mà đầu này đi vì đoạn đầu này nó chưa có nhạc mà. Đấy, nó nghe đợi sẽ rất khó chịu. Đây, cắt sát đến đây. Ok, thì các bạn đấy, đấy các bạn nhìn cái sóng nhạc nó di chuyển lên đây thì đến đây ngay đầu tiên bài hát. Đấy. Hạnh phúc. Mở video cái có chữ hạnh phúc nó hát luôn. Đấy, nó y thế. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái này đây. Chúng ta sẽ copy cái intro này. Ta cắt đi. Ok. Và chúng ta sẽ Ctrl V. Đấy, nó sẽ đẩy cái thằng này xuống dưới một chút. Đúng chưa? Cái ảnh cầm hoa này thì mình không không thấy nó là cái ảnh quan trọng ấy, thì mình sẽ cho nó ngắn giây đi. 3,5 giây thôi. Bớt đi 1 giây. Như vậy thì các bạn có thể chỉnh cái ảnh nào nó không quan trọng ấy, thì lấy cái outro. Outro họ yêu cầu là
lấy cái ảnh mà có thầy giáo cầm bóng bay cơ. Đấy thì mình đã đây, cái thầy giáo cầm bóng bay đi rồi. Thì mình sẽ lấy outro này, đây ba cái outro này em Ctrl X này. Rồi. Thì mình sẽ quay lại về về đâu 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 đây. Đó, và mình sẽ paste hoặc Ctrl V luôn. Đấy, thì nó sẽ ra cái đuôi này. Thì bây giờ bạn thấy là cái đuôi này đấy là cái slide sau đến đây nó không còn nhạc, thì giờ mình sẽ thu bớt những cái ảnh nào mà nó không ấy, ví dụ cái ảnh hoa quả này, cái ảnh hoa gốc cây này thì nó không cần phải nhiều giây như vậy, mình có thể cho lại 3,5 giây để cái sóng nhạc nó lùi xuống đến đây. Đấy, thì nó là như vậy. Thì ở đoạn cuối này nó để cho đoạn cuối nó đầy vào. Đây bây giờ mình sẽ xem những cái ảnh nào mà nó đây như hoa hết thế này là nó không quan trọng lắm đúng không? Mình để cho 3,5 giây ở đây, cái phong cảnh này. Cái phong cảnh mình sẽ xem qua ảnh này sao lại để những 9 giây, 10 giây. Ảnh này thôi được, mình không thích cái này đâu, mình sẽ cho cái này xuống 6 giây thôi. Ảnh này không quan trọng, những cái ảnh phong cảnh này không không quan trọng. Cho nó 6 giây, cho thậm chí là cho 4 giây cũng được. Ảnh cô giáo xinh đẹp này bạn có thể cho lên, nhưng mà bây giờ video mình nó đang đuối thì mình cũng không cho lên. Bây giờ đây, như cái ảnh đây. Như cái ảnh này cây cối hoa lá cành thì mình chỉ cho 3,8 thôi chẳng hạn. Đấy, mình cho nó đây những cái ảnh này, ảnh này cho 3,5 này, nó chỉ là hoa thôi mà nó không có cái gì đặc sắc cả. 3,5. Đấy, bây giờ mình quay lại xem là cái đuôi này nó đủ chưa. Đuôi này sắp đủ rồi, mình sẽ kiếm một số ảnh nữa. Đây ví dụ như cái ảnh này có ý nghĩa này nhỉ. Đây cái ảnh hoa hoa này thì mình cũng sẽ cho 4 giây đi, nó ngắn lại một chút đi. Tiếp theo mình sẽ làm tiếp một số đây à, rồi cái này nó cũng có ý nghĩa đấy, 4,5 giây. Đây cái ảnh này tăng 4,5 tăng cho 3,5 thôi. Ok rồi, hai ảnh này 3,5. Bôi đen nhá, thì các bạn ấn một cái là đầu tiên này, cần giữ nút shift ở trên bàn phím nhé, nút shift ở trên bàn phím và cần ấn cái cuối cùng thì sẽ bôi đen ba cái liên tiếp. Còn thể bôi đầu đến cuối đều như vậy để ấn giữ shift được. Thì cái này mình sẽ cho đồng loạt là 4 giây để nó thay đổi đi. Ok. Bây giờ mình xem đuôi. Ô, cái đuôi này ok rồi đấy. Mình sẽ xem có một cái ảnh nào nữa không. Đây, cái ảnh này cũng hoa hoa này. Thì đây, mình sẽ cho cả hai cái này luôn. Cái này là cái ảnh gì? Cái này lại hoa hết. Mình sẽ cho tất cả cái này sẽ đồng loạt là 4 giây. Ok. Vậy là nó sẽ rất là ok với cái đuôi này. Bây giờ xem cái đuôi một tí nhé. Vào chu này. Đấy. Mình sẽ kích vào đây nhá. Mình sẽ cho các bạn đây này. Cái phần này là phần chữ này. Phần chữ thì mình đã để VNI và các thứ này. Thì ở đây nó có một cái yêu cầu, đó là cái chữ này thì ta sẽ copy toàn bộ cho cả video. Thì lần trước mình để nó hơi 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 ấy đúng không? Nó hơi hơi mình cảm thấy là video trước nó hơi đẹp, nó không được đẹp, thế là mình cũng không, thế là mình cũng cũng chưa nghĩ lắm. Mình sẽ lần trước mình để góc trái thì bây giờ mình sẽ để góc phải này. Và mình thu nhỏ nó lại một chút. Cái này nó chỉ là cái kỷ niệm thôi. Đấy. Ok. Nó khá là nhỏ rồi. Và mình ok này, bây giờ mình thử kích to ra nhé, kích to ra. Và mình xem là nó như thế nào. Ok, nó có nhỏ như này là ok đấy. Bây giờ thực ra thì cái này trong cái trong video đầu tiên nó không ấy thì bạn có thể kích ở đây để giấu nó đi. Đấy. Đấy. Các bạn mở lên này, đấy. Thì các bạn có thể kích vào đây để giấu hai cái này đi. Và kích ok này để các bạn xem lại. Đấy, thấy chưa? Nên nó cần nhỏ này thôi, đúng không? Không cần mình to quá. Lần trước mình để to quá, mình cảm thấy nó không hợp lý, lại để bên góc bên trái nó không được hợp lý lắm. Bây giờ mình sẽ lần trước để góc phải. Nên các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn này. Là bây giờ cái này họ muốn là xuyên suốt toàn bộ video này, xuyên suốt đoạn video này. Thì các bạn sẽ không thể nào mà các bạn cứ đi copy từng cái một, đúng không? Thì các bạn sẽ làm thao tác rất đơn giản thôi. Các bạn kích vào nó này, kích thuật phải của nó. Các bạn kích và các bạn di con trỏ chuột đến cái copy to. Thì các bạn kích vào on slide nhá, on slide. Các bạn kích vào on slide này. Đấy. Thì các bạn kích copy to on slide nhá, thì nó copy hết toàn bộ từ đến cuối. Đấy, nó copy ấy. Nó copy một phát hết cuối đến cuối video luôn. Ok, vậy là video ta nó khá hoàn chỉnh, thì mình sẽ ấn Ctrl S vào đây. À, Ctrl S để new này. Thì chúng ta sẽ xem cái thành quả của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ giấu cái này đi và mở hai cái này lên. Hoặc ta có thể xóa luôn đi, các bạn kích với thùng rác này vứt luôn đi. Đó. Ok, và ấn Ctrl S. Ok. Quá tuyệt vời.
Đó, cái chữ đó là hiện ra đó. Rồi. Rồi, thì mình sẽ thấy như thế là khá là ổn rồi. Bạn này vẫn mang hoa, vẫn tặng cô giáo thôi mà, đúng không? Trong cái phần mềm này nó có một cái nhược điểm ấy, là khi các bạn đã copy cái này đi khác và sai rồi. Chú ý về ví dụ như các bạn đã gõ một cái chữ ở đây thì các bạn phải chú ý về cái chính tả của nó, đúng không? Các bạn có thể phóng to lên để xem cái chính tả của nó, nó phải đúng chính tả để các bạn copy tuôn sai. Không chứ sau sửa nó rất là khó, không vì không có cách nào để sửa cả. Các bạn nhớ nhá, đấy là thôi, mình sẽ như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ xuất video và trả lại cho khách. Rồi thì hẹn gặp lại các bạn trong các video khác. Bye bye. Bây giờ mình xuất file nhá. Xuất file để trả cho khách. Thì mình sẽ kích public này, kích Vimeo. Ok, bây giờ mình xuất file này, mình sẽ kích vào public này, kích vào Vimeo nhé. Bởi vì mình đang lỗi Facebook và YouTube rồi, nên là mình sẽ kích vào Vimeo. Hoặc các bạn có thể xuất vào Blu-ray hoặc là ấy được, nhưng mà thôi, xuất vào Vimeo nó sẽ rất là hay. Thì đòi chợ rồi. Video này là 14 phút, gọi 15 phút, 14 phút 52 giây, gọi 15 phút. Thì nó sẽ render cũng còn khoảng tầm trong vòng 45 phút đến 1 tiếng thôi, không lâu lắm. Nửa tiếng đã xong rồi, đấy nó báo có nửa tiếng rồi. Cái này nó báo khá là chuẩn đấy các bạn. Đấy còn 28 giây, 28 phút này, 25 phút đấy. Rồi cảm ơn các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công trong cái công việc ProSogo này. Có lẽ các bạn nào muốn học cái ProSogo này chi tiết từ đầu ấy, thì chắc là các bạn cứ comment yêu cầu mình đi. Rồi khi nào mình có điều kiện thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn nữa. Bye bye.